à, về danh Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện ăn tải ngay áp về danh Cô Thúy xin chào tất cả các con Chào mừng các con đến với lớp học toán cùng với cô Thúy Ở các buổi học hôm trước các con đã được học cách Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 rồi đúng không nào? Hôm nay chúng mình sẽ học cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1.000. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu nhé. Trước tiên về kiến thức trọng tâm của buổi học ngày hôm nay thì các con sẽ chú ý cho cô. À, phần thứ nhất là các con sẽ biết cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1.000 và các con sẽ vận dụng chia một số thập phân cho 101000 một một để làm bài tập. À đầu tiên cô và con sẽ đi vào phần thứ nhất. Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một ví dụ. Ví dụ đầu tiên là à 213,8 chia cho 10. Cô sẽ đặt tính 213,8 chia cho 10. À trước tiên cô sẽ lấy 21 chia cho 10. Cô được 2 đúng không các con. Ở à, cô sẽ viết 2. 2 nhân với 10 bằng 20. 21 trừ đi 20 bằng 1. Cô viết 1. Cô lại hạ 3 xuống. Là 13 chia cho 10 bằng 1. Cô viết 1. 1 nhân với 10 bằng 10. 13 trừ đi 10 bằng 3. À Cô sẽ viết vào bên phải số 21 một dấu phẩy. Cô hạ 8 xuống. 38 chia cho 10 cô sẽ được à được 3. Và 3 nhân với 10 bằng 30. 38 trừ đi 30 bằng 8. Cô lại tiếp tục viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số 8 là 80 80 chia cho 10 bằng 8. 8 nhân với 10 bằng 80. 80 trừ đi 80 bằng 0. À vậy 213,8 chia cho 10 cô được kết quả là 21,38. Vậy thì các con có nhận xét gì về kết quả của phép tính này nào? Đúng rồi, ở kết quả phép tính này có sự thay đổi về vị trí dấu phẩy đúng không các con? À, dấu phẩy ở đây đã chuyển sang bên trái một chữ số đúng không nào? Cô có nhận xét là nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên trái một chữ số, ta cũng được 2 phẩy và 18 Tiếp đến cô và các con sẽ chuyển sang ví dụ thứ hai À 89,13 chia cho 100 Cô sẽ đặt tính nào Cô lấy 89 chia cho 100 Bằng 0 Cô sẽ viết 0 à, Cô sẽ viết dấu phẩy vào bên phải chữ số 0 Tiếp đến cô lấy

9 nhân với 100 bằng 900. 913 trừ đi 900 sẽ bằng 13. Và cô lại viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số 13. À là 130. Cô lấy 130 chia cho 100. À cô được 1. 1 nhân với 100 bằng 100. 130 trừ đi 100 cô được 30. Cô lại viết tiếp vào bên phải của số 30 một chữ số 0 nữa là 300. 300 chia cho 100 bằng 3. 3 nhân với 100 bằng 300. 300 trừ đi 300 bằng 0. Vậy cô kết luận lại là 89,13 chia cho 100 bằng 0,8913. Các con hãy nhận xét cho cô kết quả của phép chia này nào. Đúng rồi, kết quả của phép chia này ở có sự thay đổi về vị trí của dấu phẩy đúng không các con. Dấu phẩy ở đây đã được chuyển sang bên trái hai chữ số. Vậy thì chúng mình sẽ có nhận xét. Nếu chuyển dấu phẩy của số 89,13 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 0,8913. Vậy thì qua ví dụ 1 và ví dụ 2, cô và con sẽ đi đến một kết luận. Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, vân vân, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái 1, 2 hoặc là 3 chữ số à, Vậy là bây giờ cô và con sẽ cùng vận dụng để làm bài tập nhé Bài tập đầu tiên để bài yêu cầu các con là tính nhẩm Ở đây sẽ có hai câu A và B Các con hãy tạm dừng video lại một chút và làm bài tập vào trong vở nhé Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ làm câu A. À câu đầu tiên là 43,2 chia cho 10. Cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Cô được kết quả là 4,32. Câu tiếp theo nào. 0,65 chia cho 10. À chia cho 10 thì cô cũng sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Cô được kết quả là 0,065. Tiếp đến nào. 432,9 chia cho 100. Chia cho 100 thì cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số. Cô được kết quả là Đúng rồi, 4,329. Và cuối cùng là 13,916 chia cho 1.000 Chia cho 1.000 thì cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái Bao nhiêu chữ số các con nhỉ? Đúng rồi, cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái 3 chữ số Cô được kết quả là 0,01396 tiếp đến câu B nào. Câu đầu tiên là 23,7 chia cho 10. Cô cũng sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Cô được kết quả là 2,37. Tiếp đến 2,07 chia cho 10. Cô lại cũng chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Cô được kết quả 0,207. À, câu tiếp theo 2,23 chia cho 100 Cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái bao nhiêu chữ số các con nhỉ? À đúng rồi, cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số Và cô được kết quả là 0,0223 Và câu cuối cùng của bài tập 1 là 999,8 chia cho 1.000 Cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái 3 chữ số Cô được kết quả là 0,9998 Vậy là cô và con đã hoàn thành bài tập 1 rồi Bây giờ chúng mình chuyển sang bài tập số 2 Để bài yêu cầu các con tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính. Ở đây có 4 câu A, B, C và D. Các con hãy tạm dừng video lại một chút và làm bài tập vào trong vở. Lát nữa chúng mình quay trở lại để xem cô giáo chữa bài tập nhé. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình hãy chú ý lên trên màn hình để xem cô giáo chữa bài nhé. Câu đầu tiên, câu A là 12,9 chia cho 10. À, chia cho 10 thì chúng mình sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số, đúng không các con. Cô được kết quả là 1,29. Và 12,9 nhân với 0,1. À các con có còn nhớ cách nhân một số thập phân với 0,1 không nào? À đúng rồi, nhân một số thập phân với 0,1 thì cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Cô được kết quả là 1,29. Vậy thì chúng mình sẽ so sánh hai kết quả vừa tìm được. À 1,29 bằng với 1,29 đúng không các con? Tiếp đến là câu B nào. À, 123,4 chia cho 100. À, cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số. Cô được kết quả là 1,234. À, và 123,4 nhân với 0,01. Khi nhân với 0,01 thì cô cũng sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số. Cô được kết quả là 1,234. Vậy ở đây chúng mình sẽ điền dấu dấu bằng đúng không nào? Tiếp đến là câu C nào. À, 5,7 chia cho 10. À, chia cho 10 cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Cô được kết quả là 0,57 và 5,7 nhân với 0,1 cô cũng sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số cô được kết quả là 0,57 vậy chúng mình so sánh hai kết quả vừa tìm được à, bằng nhau đúng không các con à, cuối cùng là câu D 87,6 chia cho 100 khi chia cho 100 cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số. Cô được kết quả là 0,876. Và 87,6 nhân với 0,01. Cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số. Cô được kết quả là 0,876. Vậy hai kết quả này cũng bằng nhau đúng không các con? vậy thì qua bài tập vừa rồi cô và con sẽ đi đến một kết luận à, khi chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 cũng chính là nhân với 0, 1, 0, 0,1, 0, 0,01, 0,001 à, chúng mình chỉ việc chuyển dấu phẩy sang bên trái 1, 2 hoặc là 3 chữ số đúng không các con Cuối cùng cô và con sẽ chuyển sang làm bài tập số 3. Đây là một bài giải toán. Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1 phần 10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo? Để biết được trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo thì chúng mình phải tìm được là đã lấy ra bao nhiêu tấn gạo. Đúng các con Vậy thì trước tiên Chúng mình sẽ phải lấy 537,25 à, uh, Nhân với 1 phần 10 uh, Tức là chia cho 10 đấy Để tìm được đã lấy ra Bao nhiêu tấn gạo Sau đấy Để tìm xem là trong kho Còn lại bao nhiêu tấn gạo Chúng mình sẽ lấy số gạo ban đầu là 537,2 tấn gạo trừ đi số gạo đã lấy ra Đúng không nào? À, chúng mình cùng làm bài giải nhé Cô có lời giải thứ nhất là Người ta đã lấy ra số tấn gạo là Cô có phép tính 537,25 chia cho 10 À, chia cho 10 thì cô sẽ chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Cô được kết quả là 53,725 tấn. Và lời giải cuối cùng là trong kho còn lại số tấn gạo là cô sẽ thực hiện phép tính trừ đúng không các con? Cô lấy, cô đặt tính ra nháp xem kết quả cuối cùng bằng bao nhiêu nào. Đúng rồi, kết quả cuối cùng bằng 483,525 tấn Cô có đáp số là trong kho còn lại 483,525 tấn gạo Vậy là cô và con đã tìm hiểu xong bài chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 à, Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho các con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Tạm biệt các bạn. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách